Hello, xin chào các em nhé. Này cùng nhau để đi săn bắt cá nhé. Mang theo một cái xô đi. Đây rất là nhiều các cái vũng nước này. Cùng đi tìm ở đây xem có các cái loại cá gì không nhé. Wow, đây có một con cá gì này các em này. Đây. Đây có một con cá gì này. Đấy. Là cá gì đây, bắt nha. Wow. Ui, rồi. Một con cá chép này. À, cho thêm miếng nước vào đây nha. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Ôi, trên này có hai con nữa này. Đây, vũng nước này rất là nhiều cá luôn này các em nhé. Lại một chú cá chép nữa này. Đấy, hai con cá chép rồi nhá. Wow, cá chép này. Đây, này ta bắt được rất là nhiều cá chép luôn nhá. Đã được ba chú cá chép rồi nhá. Bên này xem nào nhá. Đây có một con cá gì này các em này. Một con cá rô này. Ôi, con cá rô phi rất là to luôn này các em này. Đó, cá rô phi này. Ok, tiếp tục đi xem nào nha. Lại có hai con cá gì nữa này. Hình như là con cá chép đây các em ạ. Lại một con cá chép nữa này. Thì ruộng này rất là nhiều cá chép luôn nhé. Chào đây. Ê, lại một con cá chép nữa này. Ý, cá chép nha. Wow, này ta săn được rất là nhiều cá chép luôn này các em này. Đấy, tiếp tục đi xem nào nha. Ra đằng này xem nào. Trên này có một vũng nước này. À, hình như là có cá bơi đấy các em ạ. Đây có một con cá gì này. Ây chà. À, một con cá chê này. Wow, một con cá chê đồng này các em nhé. Rất là khỏe luôn. Cá chê đồng. Chào đây. Đây là có một con cá nữa này. À, một con cá dọn bể này các em này. Ui. Cá dọn bể. Đấy, bờ nha. Rồi, yeah. Một chú cá dọn bể này. Để em xem bụng nó này. Cho vào đây nhé. À, tiếp tục đi xem nào. Phía dưới này có một con gì đó các em ạ. À, đây lại có một con cá dọn bể nữa này. Wow. Xem nào nhé. Thôi. Rồi. Một chú cá dọn bể nữa này. Wow, các em cùng xem này. Ôm nó này. Đấy. Cá dọn bể này. Hai con cá dọn bể rồi. Đây có một con cá gì nữa nhé. Wow. Con này nó nhảy luôn lên bờ luôn này. Thì một con cá sộp này các em này. Nó phi luôn cả lên bờ nhá. Đấy. Cá sộp này. Cho vào giỏ nhá. Giờ nào. Bên này sẽ có động nước này. Đây có một cá gì đó. À, một cá sộp nữa các em ạ. Đây khá là to đấy. Để mà giỏ đây nhá. À, hai con luôn. Ui. À, bắt được rồi nhá. Một con cá rô đồng này.
Đây, con cá rô đồng to chưa? Cho cá rô vào đây nhé. Bắt nốt con cá sộp này đi. Ui. Ê, lại một con cá sộp nữa này. Wow, đây rất là nhiều cá sộp và cá chép luôn. Ồ, đây lại có một con cá nữa này các em này. Ê, một con cá này hình như là một con cá chép ấy. Xem nào. Ê, một con cá chép đấy các em nhé. Rất là khỏe nhé. Rồi, wow, rất là nhiều cá rồi. Này có rất là nhiều cá chép luôn. Tiếp tục đi ra đằng này xem nào nhé. Để có nước đây. Wow, đây lại có hai con nữa này. Ê, hôm nay ta đã bắt được rất là nhiều cá luôn này. Lại hai con cá chép này. Ồ, một con cá chép này. Vàng ươm luôn nha. Chờ đấy. Cá chép tiếp này. Ý, gần đầy cả xô rồi. À, lại một con cá gì đây? Lại một con cá sộp nữa này. Ý, cá sộp to chưa? Cho vào đây nha. Bên này có một con cá nữa này. Cá gì đây? Một con cá chê này các em này. Cá chê đồng. Con cá chê đồng nhá. Cho vào đây này. Sang này sang nào nha. Ừ, hình như ở đây lại có một con cá gì đây. Con cá rô đồng này các em này. Đấy. Cá rô nha. À đây có một con nữa này. Cho vào đây. Tiếp tục xem nào nha. Trong này có cá gì không? À đây có một con nữa đây. Đây. Thôi. Cá rô đồng này. Đấy. Đây như có một con nữa các em ạ. Đấy. Nó rúc trong cây này. Đấy, cá rô đồng nữa này. Rồi. Wow. Đã đầy mất xô rồi các em nhá. Đây các em cùng xem này. Wow, hôm nay ta đã săn được rất là nhiều các loại cá luôn nhá. Cá dọn bể, cá sộp này. Ui, hôm nay bắt được rất là nhiều các loại cá chép luôn. Rất là nhiều cá chép luôn các em nhé. Đấy, cá chê, cá rô đồng này. Đấy, cá sộp to chưa? Đầy giò luôn. Ý chà, rất là nặng nha. Rồi, bây giờ cùng mang cá về thôi nhé. Xin chào các em.